Bạn muốn học online từ trình độ N3 đến N1? Hãy đăng ký ngay qua fanpage Học tiếng Nhật cùng HCC Japan hoặc truy cập vào website thảolegp.com để nhận được các bài học miễn phí. Link chi tiết ở phần mô tả nhé. Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Trong video chia sẻ lần trước về phương pháp học kanji hiệu quả thì mình cũng đã nói đến việc chúng ta cố gắng luyện đọc thật nhiều để ghi nhớ kanji tốt hơn. Và đã hứa với các bạn sẽ thực hiện một video giới thiệu tổng hợp các trang web để chúng ta có thể thực hành luyện đọc từ cấp độ sơ cấp cho đến cấp độ cao cấp. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng chia sẻ đến các bạn những cái trang web đấy. Thực sự mình đang rất háo hức để chia sẻ với các bạn trong video này. Và còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Mình sẽ cùng đi từ cấp độ từ sơ cấp cho đến cấp độ cao cấp. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những bạn đang ở tầm trình độ N5, N4, N3, những trang web giúp cho các bạn có thể luyện đọc hiệu quả. Trang web đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn là trang web về những cái câu chuyện thần thoại, chuyện cổ tích của Nhật Bản. Điều đặc biệt của trang web này là vừa có cả phần text và vừa có cả phần file nghe. Ví dụ khi mà các bạn muốn nghe một câu chuyện nào đấy thì các bạn click vào đây. Còn nếu bạn muốn xem nội dung thì bạn click vào cái phần bên phải này, Ohanashi o Hyoji, thì sẽ ra nội dung của câu chuyện đó. Và trang web này thì có cực kỳ nhiều những cái chuyện cổ tích, những chuyện thần thoại ngày xưa của Nhật Bản, vừa giúp cho các bạn luyện đọc rồi lại còn nghe nữa, rất là hữu ích. Các bạn cũng có thể đào về để nghe thường xuyên khi không có mạng được. Trang web thứ hai là trang web đọc bản tin ngắn dành cho trình độ N4, N5. Khi mà các bạn vào trang web này thì nó sẽ hiển thị tiếng Anh như thế này. Nhưng mà nếu mà muốn để hiển thị tiếng Nhật thì các bạn click vào đây thì nó sẽ chuyển sang toàn bộ là tiếng Nhật. Trang web này thì thực ra là một trang web học tiếng Nhật rất là tiện lợi, bởi vì nó có các bài tin tức, xong đấy thì có cả phần đọc, rồi có cả phần giải thích về từ. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải đóng phí hàng tháng để được là thành viên học ở trang web này. Nhưng mà chúng ta cũng có thể học chùa được, đấy là người ta cho chúng ta học free cái bài mới nhất. Thế nên là chỉ cần đọc mỗi ngày những cái bài mới nhất như thế này thì cũng khá kiến thức rồi. Đây là một cái bản tin nhé. Thì ở cái phần bên này sẽ có cách chuyển đổi từ này. Nếu như bạn muốn chuyển nó sang thành kanji thì bạn ấn vào cái chữ này. Còn nếu như mà bạn muốn chuyển nó sang toàn bộ là hiragana thì bạn ấn vào chữ này. Còn toàn bộ là cái cách đọc romanji như thế này thì bạn ấn vào chữ A. Với mỗi một đoạn thì đều có phần file nghe thì bạn ấn vào đây để nghe nhé. Ở phần dưới này lại còn có cả giải thích từ nữa, rất là chi tiết. Cái này thì phục vụ hiệu quả cho bạn nào biết tiếng Anh nữa. Trang web thứ ba, trang web này nếu như mà bạn đang ở trình độ từ N5 cho đến N3 mà biết được trang web này thì quả thực là một kho báu luôn. Ở đây ý, nó là một cái trang web hoàn toàn phục vụ cho việc học tiếng Nhật của người nước ngoài từ trình độ N5, N4, N3, gồm các bài viết về du lịch này, sự kiện văn hóa rồi tin tức đó. Điều đặc biệt ở trang web này là gì? Mỗi một bài viết thì người ta sẽ chia cấp độ của bài viết đó ở mức độ nào. Ví dụ đây là N4 này, N3 này, N5 này. Thử click vào một bài viết xem thế nào nhé. Đây các bạn nhìn một cái bài viết như thế này. Thực ra trang web này không chỉ giúp cho các bạn luyện đọc đâu, mà còn giúp cho chúng ta học từ vựng và ngữ pháp rất là tốt nữa. Ví dụ với mỗi một từ như thế này thì khi mà các bạn click vào đây thì nó sẽ, đây là ngữ pháp đúng không? Mẫu dashi thì nó sẽ hiển thị ra cái nghĩa của mẫu đó này. Rồi câu ví dụ này, đó, từ mới này, nó sẽ hiển thị ra như thế này. Và nó còn có cả phần dịch tiếng Việt nữa. Đó, cả phần nikkei đây là gì này. Và khi mà các bạn muốn hiểu nghĩa của câu này thì các bạn chỉ cần di chuột vào phần tiếng Việt này là hiểu được nghĩa của câu đó bằng tiếng Việt luôn. Rất hữu ích. Mà những cái bài viết của nó thì khá là phong phú, chủ yếu là về văn hóa và du lịch của Nhật Bản. Nên chúng ta cũng học được nhiều về văn hóa ngoài cái phần tiếng Nhật. Đây là một trang web mà mình cực kỳ mê cho những bạn đang học từ N5 cho đến N3. N3 cũng học được khá là nhiều. Đó, ví dụ như cái mẫu này. Tabezuni wa iraremasen. Không thể không ăn đúng không? Có phần giải thích đầy đủ và chi tiết luôn. Phần dịch tiếng Việt ở đây. Nếu bạn không muốn đọc chia thành các mục thì bạn click vào cái phần N5 hoặc N4 hoặc N3 tương đương với trình độ của mình thì nó sẽ xuất hiện những bài viết tương đương với trình độ của bạn. Trang web tiếp theo nhé. Tên của nó là Matcha, khá là thích cái tên. Đúng là Matcha luôn, khá là khoái đúng không? Thì trang web này nó là trang web đọc về các mục tin tức, chia ra các mục như thế này.
Ở đây thì các bạn nhìn thấy là người ta có furigana trên mỗi từ kanji đúng không? Nhưng mà chức năng khá là hay của trang web này đấy là nếu như mà bạn chưa muốn đọc furigana sẵn thì bạn có thể lựa chọn kéo xuống dưới lựa chọn ở dưới này. Bạn lựa chọn mình cái Nihon thôi, chứ không lựa chọn Yasashi, chỉ cần mình cái Nihon thì nó sẽ hiển thị ra kanji bình thường mà không có furigana. Đó. Mình nghĩ là đầu tiên với những bạn ở trình độ N3 thì nên đọc không cần furigana như thế này. Sau đấy thì nếu như mà chúng ta muốn biết cách đọc của một số từ mới thì chúng ta kéo xuống dưới và lựa chọn Yasashi Nihongo thì nó sẽ furigana cho cái bài viết của chúng ta. Còn một điều cực kỳ thú vị của trang web này nữa là có dịch sang tiếng Việt. Đấy, toàn là những cái bài viết về du lịch. Ở đây nó có furigana rồi đúng không? Khi mà chúng ta muốn đọc bản tiếng Việt dịch của cái bài viết này thì các bạn cũng kéo xuống dưới và sau đấy thì các bạn chọn cái mục là Việt Nam thì nó sẽ ra tiếng Việt cho chúng ta. Đấy, thì các bạn có thể thực hiện 3 bước. Đầu tiên là đọc không có furigana, sau đấy thì chọn cái Yasashi Nihongo để có furigana. Sau đấy thì chúng ta chọn cái phần tiếng Việt để xem là cái nội dung của nó có đúng như những gì chúng ta hiểu hay không. Đây là một trang web khá hay để chúng ta có thể luyện dịch hàng ngày ở trình độ trung cấp tầm khoảng N4 trở lên nhé. N5 thì có thể là hơi khó một chút. Một trang web nữa mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đang ở trình độ tầm trung cấp N3 chính là trang web này, Hirogaru. Trang web này thì cũng nói về văn hóa dành cho người nước ngoài để giới thiệu những văn hóa của Nhật Bản. Và không chỉ có phần đọc mà nó còn có cả phần nghe nữa. Trong một số video về nghe năm ngoái mà mình có thực hiện ấy, cái đợt gần Tết của năm ngoái ấy, thì mình cũng có sử dụng một số bài ở trong này. Khi bạn click vào một bài viết ấy, thì nó sẽ có hình ảnh ở đây rất là đẹp này, kèm với câu tiếng Nhật. Và nó còn có cả phần video hướng dẫn nữa. Phần video hướng dẫn thì nếu như bạn không nghe được thì bạn có thể ấn vào cái chữ字幕 đây là có phụ đề thì chúng ta có thể nghe được rõ hơn. Nếu mà không muốn kèm phụ đề thì chọn ở mục này. Ở đây thì chỉ có phần dịch bằng tiếng Anh thôi. Ở phần dưới của mỗi một cái bài viết như thế này thì người ta sẽ có câu hỏi cho chúng ta để các cư nhân xác nhận lại nội dung là mình có hiểu không. Đấy, câu hỏi như thế này. Đó, question này. Q1, Q2, Q3. Đây là cái gợi ý, hint. Đấy là một số trang web mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đang ở trình độ ở tầm N5, N4, N3. Còn với trình độ cao cấp thì thế nào? Với trình độ cao cấp, các bạn từ N2 trở lên ý, thì có vô số nguồn tài liệu để các bạn có thể học. Bạn có thể đọc qua NHK này, hoặc là qua Asahi. Tuy nhiên thì ở trên trang web Asahi thì không phải tất cả các bài viết thì đều có thể đọc được bởi vì là có những bài viết dành cho thành viên phải đóng phí thì mới được xem. Hoặc là bạn có thể đọc trên Yomiuri Online đúng không? Hoặc là MBS, rất rất nhiều trang tin tức dành cho trình độ từ N2 trở lên. Hoặc là bạn có thể xem trên trang TBS News. Trang này thì có một cái lợi thế là nó sẽ đi kèm với video luôn. Video và text sẽ có cùng luôn. Thì các bạn xem video ở trên thì ở dưới có phần text luôn. Hoặc là bạn có thể xem trên trang tin tức 24 giờ này. Cũng khá là phong phú, gồm những tin tức cập nhật mới nhất. Hoặc là một cái trang phổ biến nữa là Yahoo Japan. Ở cái trang trên cái trang này ấy, thì thường mình sẽ chọn những cái bài viết theo mục chuyên đề. Ví dụ người ta sẽ viết những cái bài dài về một cái chủ đề nào đó. Thì những cái bài viết này thường nó sẽ là những bài viết dài và không chỉ cung cấp tin tức. Thế nên là chúng ta có thể, ngoài cái việc là học kanji thì có thể luyện đọc hiểu luôn. Một cái hay của trang Yahoo này đó là ở dưới mỗi bài viết ấy, thì nó sẽ có cái mục comment của bạn đọc. Mình thường khi đọc xong một cái bài viết nào đấy thì mình sẽ ghi xuống dưới xem là người ta đọc xong người ta viết comment như thế nào. Đọc những comment này cũng khá là thú vị để chúng ta biết được cái văn viết bình thường của một người Nhật bình thường chứ không phải là những cái bài viết đã được chỉn chu của nhà báo viết nữa. Ở trên trang Yahoo thì những cái comment này là của mọi người bình thường nói chung, thế nên có những cái cũng hơi tục tĩu một chút. Thế nhưng mà nếu như bạn đọc của cái trang Newpick này, nó là một cái trang gần như là của các doanh nhân hoặc là kỹ sư ấy, những cái nhà chuyên gia họ đọc về những cái về tin tức thời sự ấy. Thế nên là ở trang này nó cũng có comment, thế nhưng mà comment của nó là mang tính chất về chuyên môn hơn. Đó, đây là những cái comment của chuyên môn. Ví dụ ông này là giám đốc chẳng hạn, sale toàn là của các sale với doanh nhân đọc cái phần trang web này. Ngoài những trang web đưa tin tức phóng sự hàng ngày thì có những trang web mà nó viết lên những cái vấn đề nổi cộm của xã hội Nhật Bản thì chúng ta cũng có thể đọc những cái trang web đấy, thường là những cái bài viết rất là dài về một vấn đề nào đó trong xã hội hiện đang tồn đọng chẳng hạn.
Đây các bạn có thể đọc cái trang NHK Gendai này, đó là những cái vấn đề trong xã hội hiện đại. Những cái bài viết như thế này thì nó hữu ích cho các bạn khi luyện đọc hiểu, bởi vì là nó phân tích chuyên sâu về một vấn đề nào đó. Thì các bạn vào cái kiji phóng sự, những cái bài viết ấy. Chẳng hạn nổi cộm vấn đề gần đây là vấn đề là mọi người sống tự kỷ, không có giao tiếp với xã hội ấy. Đó, đây là những cái vấn đề này. Hoặc là có một cái này đọc ghê nhất, bài viết về những người là kiểu là đi làm rất là bình thường, trông ăn mặc rất là bình thường, nhưng mà về nhà thì ăn uống rác vứt bừa bãi suốt mấy chục năm, cố mi man show không dọn dẹp gì cả, để tích lũy suốt trong suốt mấy chục năm như thế. Thế nên là có những cái công ty người ta chuyên về cái dịch vụ dọn dẹp rác như thế này. Hoặc là nếu như mà chán đọc những cái tin tức tràn lan ấy, thì bạn có thể vào cái trang web này. Trang web này thì tổng hợp những cái bài viết mà được nhiều người đọc ở trên các cái trang web tin tức khác nhau, và dưới này thì lại tổng hợp về những cái bài viết ở trên các blog. Thì bạn có thể đọc blog thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn là đọc bản tin chẳng hạn. Hoặc là dưới này là cái mục question, là những cái câu hỏi của mọi người hỏi đến để show đang trao đổi về vấn đề gì đó. Nó giống như những cái mục tâm sự hoặc là tư vấn ở trên các bác của Việt Nam chẳng hạn. Ví dụ bác này là 55 tuổi, đang làm việc, chồng có hơn một tháng rồi không tắm, uống rượu từ trưa đúng không? Bao nhiêu lần nhờ là hãy sửa đi, thế nhưng mà vẫn không sửa và cảm thấy là bất lực, và bây giờ đang nghĩ đến cái chuyện ly hôn. Ở dưới này là cái mục mà mọi người comment tư vấn cho bác ấy. Hoặc là nếu chán đọc các cái bản tin về quốc tế thời sự thường ngày thì bạn cũng có thể vào trang Mamatena này. Mamatena thì gồm những cái bài viết về những cuộc sống thường ngày của chúng ta thôi, đồ ăn rồi sức khỏe rồi những cái đồ điện, rồi những cái đồ điện trong nhà, rồi giáo dục, đầu tư. Đó. Rồi còn có cả cái mục Kurashino Sodan nữa, trao đổi về vấn đề trong cuộc sống nữa. Thì những cái bài viết này nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không nặng cái tính thời sự. Ngoài ra thì còn rất nhiều những trang web về bản tin rồi các cái blog mà chúng ta có thể đọc. Mình đã để một list ở phần dưới này, thì các bạn có thể click vào cái phần mô tả để lấy link của các cái trang web này nhé. Các bạn có thể thấy là với trình độ cao cấp thì chúng ta có vô số những tài liệu để có thể luyện đọc. Tuy nhiên thì khi mà nhiều thì dẫn đến cái việc là rối, không biết đọc như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy lựa chọn theo cái sở thích của mình. Ví dụ mình thích đọc về cái bản tin ở trang web nào hơn, trang web nào tiện với cái việc mình đọc hơn, hoặc là có người thì thích đọc blog hơn là đọc tin tức chẳng hạn. Thì cái đấy chúng ta có thể lựa chọn theo sở thích của bản thân mình. Nhiều tài liệu ấy, thế nhưng vấn đề lại là làm thế nào để duy trì cái việc đọc thường xuyên. Thì bạn hãy lên một cái kế hoạch và cái mục tiêu cho bản thân mình. Ví dụ như là đề ra mục tiêu mỗi ngày bắt buộc phải đọc được một bản tin, hoặc là mỗi ngày bắt buộc phải dịch được một cái bài viết nào đó. Thì nếu như chúng ta duy trì cái việc này thường xuyên và liên tục đều đặn thì chắc chắn là cái khả năng đọc hiểu của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn với những bạn đang ở trình độ N3 trở xuống thì mặc dù tài liệu của chúng ta khá là ít, tuy nhiên những phần tài liệu mà mình giới thiệu cho các bạn cũng là những cái nguồn học rất phong phú mà chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng. Hy vọng rằng video này có ích cho các bạn, và hãy ấn nút subscribe kênh Thảo Recipe, bởi vì mình sẽ quay lại với rất rất nhiều những video về học tiếng Nhật cũng như là những chia sẻ bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.